xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình câu chuyện cuối tuần của kênh thông tin giáo phận phú cường tôi là mộng tuyền và xin được giới thiệu với quý vị người đồng hành với tôi trong chương trình câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay mc phương anh xin chào mộng tuyền xin chào quý vị khán thính giả à, chắc có lẽ rằng giây phút này quý vị cũng đang rất là tò mò không biết là à, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nói về điều gì đúng không ạ à, mộng tuyền có thể à bật mí cho quý vị khán giả được không ạ? Đúng rồi Phương Anh ạ. À. À, đến với câu chuyện cuối tuần thì chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ với quý vị khán giả. Và câu chuyện đầu tiên mà tuyền muốn chia sẻ với quý vị ngay sau đây, đó chính là à, kỷ niệm 6 năm ngày Đức Hồng Y George Mario Petroglio được bầu làm vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. À, ngày 13 tháng 3 năm 2019 thì tròn 6 năm Đức Hồng Y George Mario Bertro leo lái con thuyền giáo hội trong vai trò là một vị giáo hoàng với tông hiệu là Francisco. Sau khi Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã từ nhiệm, châm ngôn của Ngài chính là cảm thương và lựa chọn. Và sau đây có lẽ là Phương Anh sẽ gửi đến quý vị một vài con số trong bản tin của đài Vatican để thấy một khối lượng công việc nặng nề mà vị cha chung của chúng ta đã phải đảm đương trong suốt 6 năm qua. Thưa quý vị, trong 2.191 ngày kế vị Thánh Phêrô, thì Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta đã có 1.000 bài giảng, trong đó có hơn 670 bài giảng trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mata. Bên cạnh đó, thì Đức Thánh Cha đã có 1.200 diễn văn. À, trình bày trước công chúng và 264 bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần tại Vatican à, với các chủ đề như là năm đức tin đặc biệt là kinh tin kính giáo hội gia đình lòng thương xót hy vọng khi tô giáo thánh lễ à, biết tích rửa tội biết tích thêm sức mười điều răn kinh lạy cha và bên cạnh đó thì đức thánh cha đã trình bày 342 bài huấn dụ ngắn dựa trên tin mừng uh, trong các buổi đọc kinh truyền tin và kinh lạy nữ vương thiên đàng đức thánh cha đã công bố hai thông điệp thứ nhất là ánh sáng đức tin hoàn thành văn kiện đã được đức giáo hoàng biển đức khởi sự và thông điệp Laudato Si ngày công bố ba tông huấn Evangelii Gaudium Amoric Laetitia và Goldts Đức Thánh Cha đã ban hành 36 tông hiến trong đó có các tông hiến hiệp thông giám mục niềm vui chân lý và tìm nhan thiên chúa 27 tự sắc một tông sắc khai mạc năm thánh lòng thương xót và Đức Thánh Cha của chúng ta đã chủ sự ba thượng hội đồng à, trong đó thì hai thượng hội đồng về gia đình và một thượng hội đồng về giới trẻ về mặt công du quốc tế thì Ngài đã thăm viếng và thực hiện 27 chuyến tông du quốc tế và viếng thăm 41 quốc gia mọi châu lục trừ châu đại dương và 24 chuyến viếng thăm trong nước Ý. Trong rất nhiều lễ phong thánh do Đức Thánh Cha cử hành, có các lễ phong thánh cho ba vị giáo hoàng, Joan 23, Paulo Đệ Lục và Joan Paulo Đệ Nhị trong số các thánh nổi tiếng có mẹ Teresa Cancuta, đức cha Oscar Romeo, hai tiểu mục đồng làng Fatima, thân sinh của thánh Teresa hài đồng Jesus và tuy vị giáo hoàng của chúng ta không hề trẻ về tuổi tác đúng không ạ à? nhưng mà ngài lại có một tinh thần rất là gần gũi với giới trẻ và có thể nói là rất là thức thời ví dụ như là ngài có sử dụng mạng xã hội À, Đức Thánh Cha của chúng ta thì có tài khoản Twitter bằng 9 thứ tiếng khác nhau với 48 triệu follower và tài khoản Instagram với 6 triệu follower. Đức Thánh Cha Francisco sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires trong một gia đình có 5 người con của một công nhân đường sắt người Ý, di dân, sau khi học tại chủng viện Villa Devoto vào ngày 11 tháng 3 năm 1958, Ngài đã gia nhập dòng tên và bắt đầu học thần học. Sau khi có bằng thạc sĩ hóa học của Đại học Buenos Aires, Ngài cũng đã hoàn thành cử nhân triết học tại Đại học Massimo San Jose ở San Miguel vào năm 1963 và sau đó, Ngài giảng dạy văn học và tâm lý học tại hai trường là Inmaculada ở Santa Fe và Salvador ở Buenos Aires. Có một khoảng thời gian, Ngài làm nhân viên bảo vệ trong quán bar, nhân viên quét dọn sàn nhà và cũng tiến hành các thí nghiệm hóa học nữa. À, và đức thánh cha Francisco của chúng ta thì được khá nhiều người đánh giá là ngài rất là khiêm nhường và hay quan tâm đến người nghèo và sẵn sàng đối thoại với các nhóm cộng đồng có tư tưởng, xuất thân và niềm tin khác nhau và trong hai năm liên tiếp là năm 2013 và 2014 thì ngài được tạp chí danh giá Forbes xếp hạng đứng thứ tư trong số những nhân vật quyền lực nhất thế giới. Còn tạp chí Tham thì bình chọn ngài là một nhân vật của năm 2013. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12 năm 2019 sắp tới đây sẽ là ngày kỷ niệm 50 năm Đức Thánh Cha lãnh tác vụ Linh Mục. Chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha để Ngài tiếp tục vững vàng lèo lái con thuyền giáo hội, nhất là trong giai đoạn có nhiều sóng gió hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với câu chuyện cuối tuần của kênh thông tin giáo phận Phú Cường. Và câu chuyện ngay sau đây sẽ là một trong những thông tin đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đối với giáo hội công giáo Úc. Và thông tin đó như thế này thưa quý vị, đúng 10 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 2019 giờ Sydney, tránh án Peter Kitt đã bắt đầu phiên tòa lên án Đức Hồng Y. Joseph Pell. Bài thuyết trình của ông trước khi lên án kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, à, Đức Hồng Y. Pell đã bị tòa án Melbourne kết án hơn 6 năm tù trong một phiên tòa lần đầu tiên được trực tiếp truyền hình. Ngài bị kết án vì à, lạm dụng hai bé à, trai trong thập niên 1990, trong đó hết 3 năm 8 tháng không được nạp đơn ân xá. Và dù biết là có thể Ngài không sống đủ cái thời gian ở trong tù, thì tránh án kít vẫn kêu bản án trên. Trong khi cánh báo chí Úc phần lớn nghiêng hẳn về lập luận, Đức Hồng Y Pell có tội và đáng bị như thế, dù biết rằng ngài vẫn còn đang kháng án và luôn tuyên bố mình vô tội, thì nhiều báo chí công giáo đã lên tiếng phản đối trước quyết định đầy thiên kiến của tòa án lần này. Và đối với hãng Thông tấn Công giáo CNA thuật lại nội dung bản án tù 6 năm và việc Đức Hồng y duy trì sự vô tội của ngài và sẽ kháng án vào tháng 6, CNA cũng nhấn mạnh đây là một vụ xử thứ hai sau vụ xử không thành vì có tới 10 bồi thẩm viên trong số 12 người muốn tha thứ cho Đức Hồng y. Tuy nhiên, CNA cũng đã nhắc lại trường hợp đức tổng giám mục Wilson bị kết án hồi tháng 5 năm ngoái vì không tường trình các lời tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em được tiết lộ cho ngài trong thập niên 1970. Nhưng qua tháng 12 thì một tòa án quận đã lật ngược bản án trên sau khi nói rằng có hoài nghi hợp lý tội ác đã xảy ra. Và sau khi Đức Tổng Giám Mục đã thọ án 5 tháng của bản án 12 tháng giam tại nhà. Cũng theo CNA, trong khi nhiều nhân vật trong giới truyền thông Úc ca ngợi việc kết án, thì một số người Úc đã hoài nghi việc này và gây ra một cuộc tranh luận đáng kể trên khắp đất nước. CNA cũng thuật lại phản ứng của Chris Craven, Phó Viện trưởng Viện Đại học Công giáo Úc, người mà trên tờ Australian ngày 27 tháng 2 đã viết rằng diễn trình công lý đã bị hoang ố bởi truyền thông và lực lượng cảnh sát khi cố gắng bôi nhọ thanh danh của Đức Hồng Y Pell trước khi Ngài hầu tòa. Kính thưa quý vị, đây không phải là câu chuyện liệu bồi thẩm đoàn đúng hay sai, hay liệu công lý có được coi là thắng thế hay không, mà là câu chuyện liệu bồi thẩm đoàn có được dành cho một cơ hội hợp tình hợp lý hay không để đưa ra quyết định, và liệu hệ thống pháp lý của chúng ta có thể được phục vụ bên trên đám đông truyền thông đó hay không? Kính thưa quý vị, qua sự việc của Đức Hồng Y Joseph Pell, thì chúng ta thấy dư luận và sức ép của truyền thông là hết sức quan trọng đúng không ạ? Chúng ta hãy cầu xin để những nhà truyền thông hiểu rõ sứ mạng của mình và can đảm để làm chứng cho sự thật. Lời mời gọi sống công chính luôn là một đòi buộc đối với người công giáo, đặc biệt là đối với những nhà truyền thông xin cảm ơn những suy nghĩ mà phương anh vừa chia sẻ chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị đã dành cho câu chuyện cuối tuần của kênh thông tin giáo phận phú cường kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và xin chào hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau